mới em giới thiệu anh Khoa, em mới chuyển PUBG của em ra SSD nó nốt thì thôi, nó nhanh lắm này. PUBG thì nó lại đúng bài luôn quá. PUBG thì các em mà chuẩn bị giấy bút cho thầy nhá, học này. Mà hôm nay tâm trạng chưa vui nè, chưa dạy được, để ngày mai đi nhá. Ngày mai mình dạy sao? Leon 1606. Con mẹ Leon là thằng gì vậy? Leon là nhím ấy. Ui dồi ôi, mèo đặt tên tay à. Có, còn nhìn tên là Leon mà. Nó để hình Trần Đức Bo là sao vậy? Bắn PUBG không nhìn ơi. Để hình Trần Đức Bo là sao vậy? Bông min á, ảnh hình bông min á. Bông min không? Con mèo giống Trần Đức Bo vái tề. Ở đây. Giống vải cà lìn này, cảm ơn Hanakoshi nhá. Vô đi copy em. Slot không anh dai. Đây em mang rồi ạ. Thì ảnh đấy là ghép của anh Trần Đức Bo với anh Trần Đức Bông à. Đi hệt nhau mà anh. Mà cái mày... tóc nhá là của Bông Mai, còn cái mặt là của Trần Đức Bo. Cay quá lìn đây. Đâu, hình như là cái mặt của là của Bông Mai trong cái tóc của Trần Đức Bo. À đâu, hay ngược lại, em quên mẹ rồi. Dạ, chơi đi. Trời ơi, anh ơi. Mà mày xỉn chưa? Mà cái lúc mà ông sỉnh ông có nói chuyện với tôi ra nhiều nhím mà say cái bố mày có say đâu say cái à và em thích thì ở stream sang stream hậu nhậu tiếp này mà tao vừa đi Sài Gòn về đấy mày đéo sợ à hả dạ bị khẩu trang nhậu được mày điên rồi uống kiểu gì khẩu trang ra vẫn lay được, vẫn lay được. Đây cái thì để hết đấy nhá, để một tí thôi ấy sau nhá. Đấy, một tuần đi, từng sẵn cuối tuần này đi, cuối tuần này là được. Ờ bố ơi, bố đọc cho em cái cấu hình của PUBG được không ạ? Anh để cái gì? Lao hết. Lao hết ta để lao hết. Trừ cái gì ạ? Để lao hết. Low hay very low ạ? Low lao. Lao. Để anh để very low hết đây. À, cái đợt mà 2019 đấy. Cái tập của ông đấy. Đúng rồi, là để cho đỡ nặng máy với là... Không, tại vì cái cấu hình như thế thì 2019 mới vô địch được. Đúng không? Thế để đây vật vi sinh, vật vi sinh đấy. Đúng rồi, làm chẳng răng nhá. Nhìn quen là nhìn được hết mà, nhìn được hết mà. Ê, mở đây, mở chưa. Vi sinh là mượt này. Hồi nãy mà tao cũng đắn đo lắm, tao định đi đá banh. Định đi đá banh mà để đấy sức khỏe lắm đấy, nhưng mà... Mượt ngay, trời ơi. Nga là sợ anh em không dám đá, anh em về hết đấy chứ. Cảm ơn lòi lên nhá. Trời ơi, anh bảo vệ. Mà sao nó lên nhờ, nó lên 13.000 con là như thế nào ấy nhờ. Ảo thật đấy. Ui, mini Giáng sinh này. Làm thử một hòm không ta? Một hòm mà. Từ giá để tôi mua thử cái mini này coi nó. Ui đấy. À, chọn một hòm. Hòm vàng. Đâu rồi? Sao anh cắt tổ file rồi? Không dắt đi ta. Tao á, tao chưa ghét đi á. Hả? Em thế này. Đây, vô lại. Rồi, ok anh ơi. À, vậy là hên á. Ngon á, vậy là ngon á. Ngon là như thế nào nhờ, chứ chưa hiểu lắm anh em ạ. Vậy là ngon à. Ngon là sao? KK đúng không? KK 98 ngon đúng không? À, một phát ra luôn á. Phải cà nhờ. KK hiếm á. Thế là mà cái ạc này là cái ạc có cơ cấu rồi. Đấy, xong anh em mà nạp vào mở có đéo ra như ạc tôi đâu. Ạc tôi là ạc bất ngờ đấy. Ạc tôi là ạc bất ngờ nó thế đấy. Cảm ơn Hana nhá. Em gửi link Discord error đó anh. À đây. Cảm ơn Hana nha, cảm ơn rất nhiều nha. Không nói chuyện trong game cũng được Hana ơi. Ê, anh gửi em được không? Ừ, để anh gửi đây. Uầy, mấy ông nghe luôn á, tôi đứng ngoài toilet mấy ông vẫn nghe nhờ phải. Uầy, tự nhiên nhớ Migu đó anh em nhờ. Lâu lắm mà chưa chơi với Migu. Ê, alo. Alo, xuống đây luôn nha. Uầy. Nghe rồi, ông nghe bảo rồi. Muốn chơi Migu đúng không? Kìa Hana kìa. À là bảo là lâu quá không chơi với Migu.
chỉ là không được chơi với Hana. Nhất thì đây là Migu thì tốt. Ông ấy ông không muốn chơi với Hana ấy. Bữa bắn quýt bữa bắn quýt tầm bỏ người ta. Tôi chơi Hana với cả Migu cũng được luôn. Nghe dày ơi. Em đéo nghe được, em đéo nói được trong game. Đéo hiểu sao. Nó nói đến cầu cũng được. Ui, còn nói, em không nghe được trong, em không nói được trong tên. Tại sao em đặt tên là Hana Koshi? Em gửi đâu vậy, em có thấy đâu. Gửi đâu, anh có gửi đâu? Nhím. Anh nhím rồi. Ờ, thôi qua Discord của tôi. Ờ, đây, ok. Qua Discord nhím đi anh. Ok nhá. Vâng. Anh Yamate. Ôi dồi ôi. Trời ơi, nó mượt quá, trời ơi. Yamate. Anh đẹp ơi. Bố ơi. Bố đi cọt gì. Tục quá liền. Mà tôi mà đi lòng tiếng cho phim chép chắc mà giống vai. Alo. Yamate có nghĩa là cảm ơn hay sao ấy, hay là nửa đi nhờ. Yamate là cảm ơn đó anh ơi. Ừ, Yamate có nghĩa là cảm ơn. Cứ gặp người ta anh cứ Yamate nè. Đúng rồi, Yamate là cảm ơn mà. Yamate. Vậy hả? Cứ làm sao quá vậy? Thế mỗi lần mà vô trận á. Anh Hiếm ơi, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn cả. Nhờ anh Hiếm quá. Mình nhờ anh em vai biểu. Hôm nay đéo đi là bóng thua mẹ luôn ạ. Đéo có... Nhưng mà... Ronaldo. Mày... Đẹp. Hôm bữa mày vừa bảo với Ấn Độ xong đéo có tao đá bóng. Mà anh em đá toàn win. Tao đá ngu quá. Có không? Con mẹ mày. Hôm trước Nhím bảo em lười chạy. Mà ông bình điên là lúc đấy là tôi chưa say. Còn hôm nay là hơi biếng, hơi say một tí mới gọi là... thân thật này. Rồi. À thế thế là đùa thôi. Đùa hay là xấu? Đùa. Ừ. Chứ tôi thấy là team của ông là một sự mất mát lớn vậy. Ông nhưng mà ông thấy có tôi nhá, tôi đá đúng không? Tôi kéo mọi người kèm tôi mà, chứ khoảng trống trong suốt còn gì nữa. Đúng không? Rất thường Lukaku. Ê, khoảng trống trong suốt. Dạ, tạm tí thôi. Em mới là dự tường cái này. Ui. Mà đây à, Berry 600m. Ok chưa các em? Ổ mới thích vãi lìn ý. Vẫn là như thế, vẫn là mình ghiềm tâm ấy. Để hết cái tay lên bàn. Đừng chơi bằng cổ tay giống như thầy Unip. Bảo sao thầy chỉ bắn được cái giải MBBC thôi. Chứ về mấy cái giải kia thầy trò kè thầy bắn đâu có được. À không. Đúng không? 600m này. Con gì ấy? Làm sao mà giật được? Này đổi phát lại mượt ngay. Không, ý là từ khi thằng Đếp nó làm. Em bắn bắn gì có bị lag không? Ý là từ khi mà Dev nó làm trên IMO em không có tiền nên là giờ đổi máy mới rồi, tầm 200 triệu. Ấy làm gì có. Cái tháng này nó có sinh nhật của ai nhỉ? Đổi lương 2 ông anh. Không, nhưng mà đúng mà, anh em kiếm tiền là toàn đầu tư vào stream hết. Đúng rồi. Mà đúng rồi. Đâu. Anh em mà có chơi bời đâu nhờ, toàn đầu tư hết vào stream. Mà tao có một bạn má cái tao có một bạn cái cam nó xài 3 năm mà nó chưa đổi. Ảo thật, chắc là đợi sinh nhật tao tặng cho nó hay sao chứ nhờ. Cái cam này nó bị kỷ niệm anh à, kỷ niệm mà anh đang tặng à. Ôi giời ơi, cam này của em đang dùng bố tặng này đấy, muốn đổi bố hiểu không? Trời ơi, ngày mà em stream YouTube nhưng mẹ tiền. cam mua đầu đổi mẹ luôn. Nhưng mà đổi đi cho nhìn cho nó nét, để sinh nhật tôi tặng ông nhé. Thôi, ông điên là ông để tôi tự ấy đi, không tôi bị phụ thuộc vào ông đây. Thôi để sinh nhật tôi tặng cho, thì ông quà của tôi tặng thì ông sẽ sử dụng à. Đấy. Em có băng đặt thôi, thêm SR tôi này. Mua đó. Ông gửi cho tôi contact là được rồi. Trời ơi. Contact tôi mua được rồi. Trời ơi, không có M4. Máy anh bô gọi là mấy trăm mà chỉ được 100 FPS thôi. Máy tao nhá, bình thường như vậy là mà tầm queo đồng khoảng 100 này. Mà lúc bắn nhau toàn 5, 6, 10. Đấy, dao động từ đấy thôi. Ôi dồi ôi, bạn. Nhưng mà bài tao lúc đấy mà toàn 5 với cả 10. Nhưng mà em, BBC của anh bao nhiêu? Cái gì? Thế vẫn... Bộ BBC của anh bao nhiêu hả thật? Bộ BBC của anh á, lâu lắm rồi. Bộ này anh mua lâu lắm rồi. Có hình thôi cũng được. Ông hình á, 2080T em à.
Đó. Ủa? Thật mà, 2080 công ty mà. Em ấy. Khỏe vãi lìn rồi. Y9. Đó, em cũng như anh mà. 9900. Thì đấy, sắp tới là anh đang đợi bên mấy cái nhãn hàng nó tài trợ thì anh mới đổi với cái mới chứ bây giờ mình ngu chi mình đổi mình tốn tiền em hiểu không? thẳng quá. Không bảo. Cô muốn em nói với chị giá máy không có nhờ anh mấy, Khoa rồi. Mấy hôm nữa là người ta gửi cho anh bộ máy mới anh làm review rồi xong mà lấy bộ đó anh xài luôn ấy mà. Úi trời ơi. Có đâu. Biết đâu là có mấy anh trai kiểu xem livestream của em rồi, biết đâu sắp tới sinh nhật của em rồi. Úi dồi ôi. Anh là xem bô lâu rồi, xem 2-3 năm trời rồi. Anh sinh nhật anh không biết tặng bô gì hết. Anh tặng bô bộ PC mới rồi, chim cho nó mượt cái mượt. Đấy, biết đâu anh em hiểu không? Có đó. Đấy, anh Dev đóng với em, anh Dev biết là em level 10 PX này. Ôi em đừng có mồm điêu rồi. Hana hôm nọ khoe với em là 10 PX. Không thì kiểu anh em tôi còn trẻ nhiều khi là cũng có nhiều ước mơ anh em hiểu không? Hana giết level 10 PX, nó giết xương nanh Nova tầm 9. Mình phải chinh phục bản thân của mình. Tôi là tôi ước một lần nhé. Anh em được phân đứng trên sân khấu cùng nhau nâng cấp. Giống như là symbol nâng cấp vậy. Anh 30 mạng, em 27 mạng còn gì nữa. Hey, đâu rồi, bay xong rồi. Refine gaming. 27 mạng. Mà nó phải thế, MC phải hết. Ui, như thế chứ. Nè. Bao ngồi dưới mấy ông xem nổi da gà không? Nổi da gà vãi. Cái gì? Cái để không nồng ta. Nhìn nè, thấy không? Lúc nào đây nhá, hai team này nó đang bắn nhau, nó không để ý mình. Thì mình qua mình đơm nó luôn. Chấm 2 em hiểu không? Em gãi thôi. Người ta gọi là thả con tép bắt con tôm. Con tôm. Đấy. Chỗ khác đâu có để ý mình đâu, mình công vô ăn mạng nè. Lấy lợi thế về cho team này. Đồi 5 năm. Ôi cẩn thận. Bắt đi sau lại mình lại giành mẹ mình. Ok. Đây nè, anh thấy trước mặt này. Ok anh ơi. Đây là kho của người không? Em mà sao anh nhá. Nó trong kho. Ok, trước cửa anh ơi. Trước cửa. Bữa nào, bữa nào. Đây. Anh sao để mình rồi. Mày bắn điều anh. Sao đẩy tới anh ơi. Tới á. Tầng 2 này có. Bom bên trên này. Anh ạ, đằng sau anh ơi. Sao rồi. Anh nào ơi, cứu. Cứu anh ơi. Anh tự lo được. Anh lớn rồi anh ơi. Chắc cá, chắc mà nó không tắt bô nhỉ? Tao đứng kín. Chắc bị hở đấy. Bảo đừng đi theo nó, đi theo anh này. Lúc đó nó xếp. Mà bắn bởi vì sao mày? Tao kêu mày là em của ông thầy đúng rồi đấy. Mà em công nhiều phải liên thề. Tao phải có đấy bạn. Ta phải có từ. Luôn quá liên nhờ. Về nhờ. Hay mà đây. Hay quá bôi. Về đi, tôi cover cho. Cho em chứng minh cho em thấy anh vô địch Việt Nam đi anh. Một bồm thằng chưa rồi, chạy về đi. Thoải mái, chưa, thoải mái được luôn. Được chưa, ghi vô. Được rồi, tôi sẽ thoải mái luôn, thoải mái luôn. Chạy đây, một bồm thằng kia rồi. Nó chạy bộ qua. Ok, chạy bộ qua. Anh bắn kéo cho nè, kẹp nó luôn. Qua chưa? Qua rồi, qua tới anh rồi. Kẹp xăm nè. Ngay sau này đúng không? Đây, kẹp xăm này. Anh thấy này. Một viên. Đâu nhỉ? 255 dưới chân cây mọi người. Ok. Đấy, rồi đấy. Trước mặt Hana. Hai thằng chạy vào đường 195. Móc một. Hai. Trong sờ móc. Ê, trên đồi. Trên đỉnh đôi. Anh chạy qua em. Em nhìn cho. Trên đồi nha. Còn thằng nữa. Trên đồi. Thế thằng này ơi, thế thằng nóc còn trên đồi rồi. Ok.
Còn chết đôi nhá, còn chết đôi. Đâu chết đôi rồi. Còn thằng nào nữa ấy? Ôi bê, cứ bắn nha, em đi lấy vo ra. Ok nhá, ok nhá. Được chưa, được chưa. Kêu, đi đốt. Ơi, hay. Hay như mày. Được, anh ơi. Cố đi. Top 1 luôn, top 1 luôn. Top 1 rồi anh em ơi. Mà chàng này đéo top 1, xóa kênh YouTube luôn, đéo quá nhiều. Được. Câu top 1 giờ khóa kênh. Tôi bốc vào hướng 2.5 giờ. Đây, để em. Hiếu đi nhím ơi. Còn vừa rồi đeo có ship. Còn vừa rồi đeo có ship. Em lấy ốp rồi à? À em lấy thính rồi à? À đúng rồi, em lỡ đi ngang em lượm tạm anh ơi. Còn đòi này cho đòi một thằng này. Đâu anh? Một nóc. Ai bố? Nóc đâu ơi? Nóc trong nhà xa. Trong nhà 265. Thằng đòi này đâu ta? Người ta gọi là sờ móc quanh quay. Hai thằng. Má chứ. Trên đòi nhá, trên đòi kia hai thằng bo đẹp nhá. Đã sẽ đang trải này. Có bằng đét không anh? Có. Hay lắm ơi. Hay thôi. Hay. Ê bọn trên nhà chạy nè anh ơi. Trên hai rồi anh ơi. Một viên. Mẹ bắn hết 4 cái. 2 là tiền sai rồi. Em bắn vào nhà nha, bắn vào nhà trên nha anh. Qua. Hay anh. Em bắn vào nhà trên nhé. Qua. Hay. Lia đâu như mày? Lia cái bụi rơm ấy. Ok, hiểu. Nhìn thấy đầu hộ rồi. Ấy còn kìa. Ô bụi rơm trước mặt tao. Một thằng ơi, hai thằng bên đây nữa, Lia rồi đấy. Một viên ốp này. Hai. Thế còn thằng bên này nữa à? Thằng nữa. Mẹ, có bom chết luôn à. Đây, em rồi. Mẹ em đã thăm một râm. Sao một râm. Ngạch cứu. Không cứu được rồi. Sao bù râm nhá. Thê. Trời ơi. Một người cứu một người con. Tao không có xe. Xe nổ lớn mà không đi được. Xe nổ lớn mà không đi được. Trời ơi. Nó cũng phải cứu bạn nó chứ. Ông bên góc này. Được. Nóc này. Hay. Có thằng cuối. Đây mới là bài tờ. Đây rồi. Obi. Sao? Easy man. Easy. Khét, bóng đá nó khét quá nhỉ. Em nhìn qua kiếm mà xe nổ lớp trước anh đâu có quẹo được đâu. Hay quá mọi người. Hay rồi. Này trai nghỉ thôi. Anh không cần em phải cứu anh chỉ cần những sự cố gắng của em thôi được rồi. Em cứu anh quả đấy là anh vào mời em một bữa luôn đấy. Ôi giời em ơi, em lại không cứu nữa thôi. Ghi chưa, ghi kịp không? Ghi vô đi nhá, hôm nay hơi mệt đó là không có giải thích nhiều được. Có gì ngày mai nhá, không hiểu chỗ nào thầy giải thích lại cho nhá. Ghi vào cho thầy đó. Mà thầy bắn ca xương xương thôi đấy. Cái này là hôm nay hơi mệt là bắn ca xương xương thôi đấy. Mà cho hát thì nó như thế nào nữa đúng không? Ibala mọi người ơi, Ibala. Nhảy luôn. Rồi, nhảy luôn. Đấy, không ngờ đâu. Đấy, là con mẹ đông vãi. Mày mời. Làm thế á? Đông nhá. Xuống. Xuống co đi. Co là chỗ nào anh? Tay dưới chân này. À đây, rồi. Một người bên đây, boy. Chờ luôn. Cho đây chơi với anh. Một người. Ok. Một thằng này. Threesome luôn đúng không anh? Còn mạnh. À một thằng. Bên kho bên kia, nó bên kho bên kia. Kho bên phải. Anh nút bên đấy nha, anh nút bên này. Anh chơi đằng trước, em chơi đằng sau nhá, còn mạnh à nó. Đây có em có AK rồi. Ôi nó đứng trước cửa kìa. Cửa nào? Có 4 cái ô kho đúng không? Đấy, nó đứng ở cái ô này. Đây trước mặt em này. Đi.
Ăn nó luôn không? Một thằng thôi. Em cho con sát, em cho con sát. Đi luôn, đi luôn, không có sợ, không sợ, không sợ, ăn được. Mày tính đi. Không sợ tí chết hết. Đấy, bên ngoài rồi anh ơi. Chết này. Trọng thương anh ơi. Được đấy, được đấy. Một thằng ơi, một thằng ơi, một thằng ơi. Không còn mẹ mày cùng béo. À, thích liền con mẹ mày. Được chưa? Được chưa các em, được chưa các em. Ủa em sẽ lấy mấy viên này bộ. Cái đó là đép ơi. Ok anh ơi. Tâm. Ê M4. Bot nào, đấy bot đấy. Nào mà nó ghẻ vô đây. Bắn găng làm gì có con bot nào. Trời ơi. Theo như chú thấy thì anh em con quý vụ mà có cơm bắt lại là bắn được không chú? Không. Không á. Được. Bắn kiểu giáo gì? Gen, gen là được hết chú ạ. À. Tại vì con lười thôi. Thấy này, 3 50. Một mồm. Chú rồi đấy. Sao anh bảo một mồm đạn chưa hay nhỉ? Ê, 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 đếp ơi, hướng 50 có một thằng đang ngồi này. Thấy không, thấy không? Thấy không, đây, đây. Một, một, hai, ba. Hai. Cầm bom đó, cầm bom đó. Tầng 2, một, tầng 2, cái nhà bên cạnh. Ăn chưa? Cầm bom đi anh, còn hộp em ạ, chưa. Ơ, hay bị cái hết rồi nhỉ? Bỏ xuống rồi. Yếu lắm mày, nó yếu lắm mày. Bên này có người ấy nhỉ? Gạt giò rồi sao? Nó bị được xếp nè. Có mấy thằng tầng 2 ở đấy mày. Mình đi được bóp đạn hả chú? Phá cái xe nó luôn đếp ơi. Ờ. Ồ mẹ thì ơ. Ờ trên này bắn nhau này, trên này bắn nhau này. Ờ anh ơi. Ơi luôn. Qua đây. Chú. Cái mặt, cái mặt. 3 30 nè đếp ơi. Hẹp 3 30 đang công nhau, đang công nhau. Đây đây, nghe cái chỗ kẻ vàng. Kệ anh ơi. Tiếp cận lại. Nhớ tắt máy xe chú ơi. Em thấy một thằng này ở góc này bắn không? Tắt đi chú. Bắn đi. Bắn được rồi. Em tắt nhá. Bắn đi. Một viên này. Hai viên này. Thằng trái. Hòm đá. 3 30. Ăn mấy này được rồi chú ơi. Em bắn phải 5 viên rồi. Kìa, nó chấp mặt em. Tại đi sao kìa, nó sủi ra. Trong xe móc. Thằng tên xe ý. Anh Ben ơi. Tôi thằng là xe nhá. Em nết này. Nết vào xe đi. Xe hướng 350 này. Lửa ấy. Ai ăn. Yếu. Hơn thế cả. Mày hơn thế nhờ. Sao nó thoát được nhờ? Phải thông cảm cho thầy chứ. Ví dụ đi thầy bảo này, mày có một cái bằng lái. Xong là lâu quá mày không chạy xe thì một thời gian mày có quên cái cách chạy xe không? Có, em còn 5 xe móc à? Đấy thì chơi game cũng vậy thôi, lâu quá mà mình không chơi một cái con game mà mình thường chơi ấy thì cái chuyện mà ghiềm tâm nó không đúng là chuyện bình thường. À lá gì mày nuốt nước. 1-2 ngày nó lấy lại cảm giác cái mự. Thầy đẹp ơi. Em nặng đít quá. Dạ. Ví dụ mà lâu quá không bắn lại là mình bị mất tay đúng không? Đấy. Vâng. Đấy, chuyện bình thường. Game nào sao phải nhờ? Chơi liên tục mà. Đúng rồi. Làm gì? Trời ơi. Đóng một. Quay. Dạ luôn rồi. Ai? Gì anh Ben? Hay quá anh ơi. Hay quá. Đi anh. Sao? Kênh mẹ à, mày đợi ra bay với chúng tôi à? Bye bye à. Lút luôn anh Ben. Mà thằng kia vừa chạy xe anh Ben bắn cái queo luôn à. Thật. 8 này. Có Ben thấy đồ. Đó thật đấy anh Ben ơi, cháy quá. Hay cầm dọc còn mà.
quấn đi nhá, quấn đi nhá, quấn đi mọi người ơi. Giữa ngã tư Monte có cái xe mới đấy. Sao chú? Anh nhìn theo chú. Sao chú ơi, sao chú ơi? Cái xe tiếng xe to quá không nghe gì hết. Giữa ngã tư Monte là có cái xe mới đấy. Hả? Không nghe thật á kìa. Không nghe kệ mẹ mày. Cày nó giờ. Không nói gì, không nghe hết chứ nhờ. Ô, hiu cá, hiu cá. Đấy, chạy đi anh ơi, cho em hiu cá. Để em, để em. Ê, dừng lại, thằng quay. Ở đây. Dừng lại, tao chết, dừng lại, tao chết. À, đây à. Chết bây giờ, chết bây giờ. À, bò đốt rồi. Rồi, đi, 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 đi. Rồi, đi, 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 đi. À, trên đầu em có người này. À, vô bò, vô bò. Nick nhìn nhanh đi. Mình phải có một đây, lối đi riêng ở đây, hiểu không? Clear, clear chú ơi. Mình phải có một lối đi riêng. À. Em vào công cái này à, anh Ben. Xe, xe, xe sau lưng nè chú ơi. Xe sau lưng dũi vào này. Ở đây, thấy, thấy, thấy. Xe sau lưng, xe sau lưng, xe sau lưng. Thấy rồi, thôi. Hiu nè, nó chuẩn bị hiu nè. Ai bắt đông? Thầm hiu nè. Hai thằng bốn. Hai thằng á, một thằng, một thằng, còn một thằng nữa. Chạy về sau rồi. Người thành công luôn có lối đi riêng. Nó vừa chạy anh bên. Chạy về sau anh bên đây, một thằng nữa chạy về sau luôn rồi. Hack, thằng hack. Kìa nó chạy kìa. Hai người hai. Yếu ơi, yếu ơi, yếu ơi. Làm gì hõm rồi. Nằm hiu, nằm hiu. Thằng mơ cấp 14. Phải có một cái lối đi riêng các em hiểu không? A few moments later. Ôi! Cứu ơi. Trời ơi. Cứu được nha, cứu em được, cứu em được, cứu em được. Nó chết đầu em. Đi xe ra cứu. Đi xe à? Đem em cứu em cô vào chứ. Trên đầu em có người nữa nha, trên đầu em có người nữa nha. Vào 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 ngay 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 dưới chân anh là cứu được. Nhớ tắt máy xe nghe đẹp. Anh Ben cover. Nó trên đầu em, nó trên đầu em nhá. Má mình chả bắn nữa. Ôi sức mà đẹp rồi. Không, không cần ném, không cần ném, không cần ném. Ôi. Sao anh ơi, không sao anh ơi. Bắn nhiều quá, em lắp chết mạng à mà đếm cứu anh. Này đếm rồi. Thằng nó mù rồi, thằng nó mù rồi. Ồ đạc. Thiệt. Nhà nó chỗ nãy kìa, em đây đây. Điện chú nơ. Holy shit. Mẹ mà sao nó giống như một người đang nhìn tôi á nhờ. Mà dơm vô về thì là cái rán cây. Ra về mà mua ở đâu à? Người. Nóc, nóc, nóc nhà chú. Mà dơm được. Vô về thì thành tán cây. Nhưng mà làm còn là mày ảo rồi cái. Em lên chỗ đây như nào ta? Top 1 đây ôi. Bo về đây, bo về đây, bo về đây. Top 1 I comment bro. Nghe nó chạy kìa. 65, 65. Đâu, bên đâu. Một viên. Đấy thằng lẻ chết rồi kìa. Chết, chết, chết rồi anh kìa. Đi, 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 đi anh ơi. Xong rồi. Thằng lẻ con anh ơi. Đây này. Bên trái, bên trái, bên trái. Nào ấy, đéo biết. Em xỉu cái nhà đấy. Ở trong cây xăng nữa à? Cây xăng chết rồi chú ơi. Còn trong nhà này này, hai trong nhà này. Kìa, trong nhà xăng đấy bây. Rồi anh à. Hai thằng nhá. Một máu, thế em thề một máu. Nó bị mặt rồi anh ơi, con sao, con sao, con sao. Nó, nâng cây nhà này anh ơi. Cứu, 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 cứu được chú, cứu được chú. Yếu, 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 yếu lắm rồi anh ơi. Ôi trời. Đấy, ngay sau tường, ngay sau tường, ngay sau tường. Em cứ tưởng thời tới rồi. Trong nhà chú ơi, trong nhà chú ơi, trong nhà chú. Bò hàng nhà cao ngay bên đây.
con mẹ mày nhá với tao à. What's up? Ấy. Bắn kinh quá. Về. Mẹ mày nữa.